Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con gian ship. Con gian này thì xuất thị trường Nhật, sườn nhôm càng nhôm. Group Shimano 3 đĩa 8 lít. Size ông đứng là 48. Bây giờ mình quay cận cảnh các bạn cùng xem. Con xe này thì thuộc cái dạng nồi đồng cối đá, khung sườn cực kỳ vững chắc. Đây ạ. Đây bộ đầu của nó đây. Cặp tay đề của nó là cái Shimano mắt híp nhé, cực chất luôn, rất đẹp, đẹp. Đấy, logo đây. Đây, các bạn nhìn cái càng trước của nó này, cực kỳ mình nhìn nó cái thế đấy, nó hoành tráng, giống như một cái vai người lực sĩ ấy. Của nó là càng này là cái hàm thắng này là Shimano hết nhé. Vỏ là vỏ Nhật. Vỏ Nhật, bánh 700C. Vỏ này là vỏ xịn sò của Nhật nhé. Zin còn rất đẹp đấy ạ. Đây, mình sẽ quay cái càng nhôm cho các bạn xem. Cực kỳ lực. Đặc biệt cái thế sườn của con này thì kinh khủng luôn. Sườn này thì bao các bạn là lao ổ gà, đổ đèo, đổ dốc, không có vấn đề gì. Đấy, đây. Ống rất to nhé. Ống xe cực kỳ to. Nhìn nó cái dạng nó cực kỳ là ngầu luôn. Đây. Bình thường thì những cái xe khác thì nó chỉ một cái ống này nó thẳng lên thôi, nhưng không. Con này là hãng chế tạo, người ta làm liền luôn. Đây, đúc liền nhé. Cái gối đỡ này đúc liền luôn nhé, chứ không phải hàn nhé. Tức là cái này và cái này nó liền một khối, đúc liền tại chỗ. Các cái mối hàn này nhìn mang rất tính gọi là thẩm mỹ mà lại chắc chắn đó. Đây, thương hiệu Gian, hiệu của cái nhãn hiệu của cái xe này là Ship. Đây là Ship thì có nghĩa là tìm kiếm, tức là nhiều người tìm kiếm. Ý của cái hãng Gian người ta đưa ra cái thông ấy như vậy thôi. Cực kỳ đẹp nhé, sườn nhôm luôn. Càng nhôm. Đây là cái giò đĩa Chuvati. Để mình bắt nét các bạn xem. Giò đĩa Chuvati của SRAM. Ở chỗ này có chữ SRAM này. Thương hiệu của do SRAM sản xuất. Thương hiệu SRAM. Đây. Nhôm hình hộp nhé. Hình chữ nhật nhé. Đây ạ. Gian tá lả luôn này. Cùi đề Atus. Bắt nét cho các bạn xem. Đây, cùi đề Atus đây. Đầy đủ Shimano Atus nhé. Lip Shimano còn rất mới. Đây, lip Shimano còn rất mới, 8 lip luôn. Vuông đét tất tần tật các răng. Đây, bắt nét cho các bạn xem, phóng lớn lên cho các bạn xem răng cỏ của nó này. Đấy, đúng không ạ? Tất tần tật này. Răng cỏ còn rất đẹp. Vỏ đây, vỏ Nhật nhé. Đây. Bắt nét cho các bạn xem cái cặp vỏ này. Vỏ này, vỏ trước vỏ sau đều là vỏ Nhật. Hông này chừng 32. Đây, Shimano này. Shimano này. Móc câu thắng cũng như là con sâu chặn nước còn nguyên nhé. Yên là yên da. Đây. Các bạn mà rành về xe gian thì nhìn qua thì nhìn cái yên này là nhận diện ra cái yên gian zin rồi. Đó. Gian ship sườn nhôm, càng nhôm, phun nhôm, size ông đứng 48. Đấy. Bây giờ mình test cái bộ chuyển động của con gian này cho các bạn xem. Bạn nào á, mình nói bạn nào mà cá tính thích bền bỉ nồi đồng cối đá thì không còn lựa chọn nào tốt hơn là con gian này. Sườn to. Sườn to nhưng nó nhẹ nha mọi người. Lát mình sẽ cân trọng lượng, mình để ở dưới phần mô tả cho các bạn xem. Bởi vì các bạn nhìn cái sườn của nó thì đây nhé. Sườn thì cực kỳ hầm hố, to đúng không? Đây, to vãi trưởng luôn, cực to luôn.
nhưng mà ký thì rất nhẹ, thế nó mới đỉnh. Nồi đồng cối đá lắm, loại này chạy biết bao giờ hư. Rồi, cái bộ chuyển động của nó thì cực ngon nhé. Mình test cho các bạn xem. Đây. Cứ người thật việc thật test này, lên này, lên rồi lên này, đấy. Đó, xuống. Đấy, ngon lành nha. Đấy, cứ cách là xuống, cách là lên. Chậm nữa chèn. Đấy, xuống này. Đấy, đĩa cũng vậy thôi. Nó đã ngon thì đĩa lết thì nó cũng ngon hết rồi. Rồi, à, như mình vẫn nói nhé, là mấy con gian ngày thì thường người ta dùng đồ Shimano và đồ SRAM. Đó, mà ở đây thì cụ thể ở con xe này thì chỉ có cái giò đĩa này là SRAM thôi, còn tất cả đều là Shimano. Đấy, các bạn ơi, nó xuống cái đĩa 3 rồi nhé. Bây giờ mình lên đĩa 2 cho các bạn xem. Cách nghe lên đĩa 2, cách lên đĩa 1 này. Đấy, ở đĩa 1 thì là đương nhiên đĩa 2, đĩa 3 chốc. Trả đĩa cho các bạn xem. Còn cái bàn đạp của con này là bàn đạp nhôm đúc nhé. Này, đấy, đây. Ở trên màn hình các bạn có nhìn thấy không? Đây, này, trần lùi luôn. Cứ test như vậy thực tế cho nó. Tóm lại thì con xe này là sườn nhôm, càng nhôm nha các bạn, phun nhôm á, ống đứng 48, ống ngang mình chưa đo, tại mình nó khoảng tầm 54 gì đó. Thì bao giờ người ta cũng thiết kế thương thích cái size của nó theo cái tỷ lệ thôi, tỷ lệ chuẩn rồi, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm, chỉ cần nắm thì nó đứng là. Đó, đây, đây cái tiết mục test cho các bạn xem cái em cái độ bón sớm của nó. Đây, nó đang sử dụng cái chân chống nghiêng, cho nên cái bánh xe nó quăng. Đây, các bạn nhìn thấy bánh xe nó quăng nha. Cái bánh xe tròn vo à, không đảo, tròn vo. Chớn thì ok, với một cái con xe mà đầu bằng này thì mà chớn thế này là dữ dằn lắm rồi. Rồi cho nó dừng nhé. Chớn này nó cứ trôi như thế đấy. Để ra đây, chỉ có giữ cho nó hết chớn luôn. Đấy, khi nó không rung nữa thì các bạn thấy cái bánh xe nó quay rất tròn. Các bạn yên tâm đi, xe ở đây là trường hợp và mình đều cân chỉnh là hết, cân bằng thiết bị chuyên dụng luôn. Kể cả là cân chỉnh lại cùi đè cũng như vành bánh là đều có thiết bị chuyên dụng, cực kỳ chính xác, các bạn hoàn toàn yên tâm. Đó, đây, nó đây. À, vừa rồi thì đây ạ, vừa rồi thì mình đã quay giới thiệu với các bạn rồi. Con này là con gian xịp. Xịp, xịp gì cũng được, ý là như thế. Cái từ xịp có nghĩa là tìm kiếm. Đã, dịch ra tiếng Việt là tìm kiếm, mong mỏi, chờ đợi. Đấy, đại ý là như thế. À, sườn phun nhôm, sườn nhôm, càng nhôm, sơn zin không giảm tút. Size ông đứng 48, ông ngang thì tầm 54, 55 gì đó.
giò đĩa là Chu Văn Ti của Eram, tức là thương hiệu Eram sản xuất. Tất tật tật còn lại thì bao gồm hàm thắng này, hàm thắng trước sau là Shimano, tay đề bấm xả mát híp. Bộ chuyển động còn lại thì đều là Shimano hết, xịn sò luôn. Tóm lại là con xe này zin, đẹp, chất. Hiện tại thì xe đang xài cái cặp vỏ của Nhật. Cặp vỏ của Nhật luôn, xịn sò luôn, hông 32. Hông 32 thì nó mới phù hợp với cái xe này. Bởi cái xe này nhìn nó hầm hố lắm. Còn tuy nhiên thì cái vành xe này có thể xài về hông 23 cũng được. 23 tức là hông nhỏ của xe đua đó. 23, 25, 28, 32, 35 được hết. Các bạn thích cỡ vỏ nào cứ alo mình, thay cho như ý luôn. Đương nhiên thì mình khuyến cáo là nên sử dụng cái cặp vỏ zin này, bởi vì nó chạy êm. Cái thứ hai nó là xịn sò nữa. Đấy là mình khuyến cáo thế thôi. Các bạn có thể yêu cầu đổi, lắp cho tôi vỏ 22, 25, 28, ok hết, chốt ngay. Nhưng mình khuyến cáo thì nên chạy cái cặp vỏ zin của nó, bởi vì thiết kế người ta tính sẵn rồi. Còn bây giờ thì nếu các bạn thích con xe này, đây ạ, các bạn nếu thích con xe này thì vui lòng gọi 0939 086 797 để chốt đơn, hoặc các bạn có thể chat qua Zalo. Bạn nào mà tình cờ xem YouTube, lên YouTube mà gặp được cái video này, nếu xem video thấy thích, bản thân bạn, gia đình bạn, bạn bè của bạn, tương lai thì có nhu cầu tìm kiếm một con xe đạp bãi chất lượng, giá cả hợp lý để về tập luyện cũng như là rèn luyện thể thao, gia tăng sức khỏe, thì vui lòng đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi các video mới nhất. Hầu tìm xem có thấy con nào ưng ý thì chốt cho mình một con về chạy cho nó khỏe. Còn bây giờ mình xin phép được dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem video này.